Hồ Bích Trâm xin gửi lời chào quý vị khán giả đang xem chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là xoay quanh câu chuyện nguyên nhân dẫn đến mụn trứng cá và cách điều trị. Và mời đến chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu, đây là bác sĩ da liễu Nguyễn Phương Thảo, chuyên khoa 2 ạ. Xin chào bác sĩ. Chào Bích Trâm và chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Mình là bác sĩ chuyên khoa 2 da liễu Nguyễn Phương Thảo. Hiện tại thì mình đang phụ trách hệ thống phòng khám chuyên khoa da liễu Pencilia. Dạ, chào bác sĩ. Trâm với lại bác sĩ đã quay chung với nhau rất là nhiều lần rồi. Và Trâm đã được nghe bác sĩ tư vấn về rất là nhiều vấn đề về da. Và hy vọng ngày hôm nay bác sĩ cũng sẽ đưa cho chúng ta những cái lời khuyên, những cái lời tư vấn thật là kỹ, thật là chi tiết. Và không biết là tình huống của chúng ta ngày hôm nay như thế nào, xin mời quý vị cùng đón xem ạ. Mụn trứng cá là một trong những bệnh lý về da phổ biến nhất trên toàn cầu, thường bao gồm mụn sần, mụn mủ, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, đã gây ra rất nhiều phiền toái cho nhiều bạn trẻ trong độ tuổi dậy thì cũng như người trưởng thành. Mụn trứng cá không gây nguy hiểm nhưng khiến người bệnh mặc cảm, tự ti, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động hàng ngày. Điều trị mụn trứng cá sai cách sẽ dẫn đến những thương tổn nghiêm trọng cho làn da. Vậy nguyên nhân dẫn đến mụn trứng cá và cách điều trị mụn trứng cá như thế nào? Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện tình huống sau đây. Vào mỗi buổi sáng, gia đình anh Phúc luôn quây quần ăn sáng cùng nhau. Chị Hạnh thì đang dọn những bát cơm thơm ngon, còn anh Phúc đang ngồi đọc báo với vẻ mặt đăm chiêu. Nhưng hôm nay Dũng, con trai của anh Phúc và chị Hạnh lại có những biểu hiện kỳ lạ. Dũng đeo khẩu trang và đội nón, không nói chuyện với ai và mang bữa sáng vào phòng của mình. Anh Phúc và chị Hạnh ngơ ngác nhìn nhau. Anh Phúc hỏi: "Hôm nay con bị sao vậy em?" Chị Hạnh đáp: "Em không biết nữa, chắc hôm nay con có style mới. Thôi ăn sáng đi anh, còn đi làm." Sau khi ăn sáng xong, chị Hạnh đang dọn dẹp thì Dũng bưng đồ đi xuống. Anh Phúc nhìn theo con trai với vẻ mặt khó hiểu. Anh Phúc hỏi: "Hôm nay con có style mới hả? Sao lại đội nón và đeo khẩu trang nữa?" Dũng trả lời: "Dạ đúng rồi ba, con làm sẵn vậy để đi học luôn. Hôm nay con phải đi học sớm." "Dạ, thưa ba, thưa mẹ con đi học." Buổi tối, anh Phúc và chị Hạnh đi qua đi lại ở phòng khách vì hôm nay sao Dũng đi học về trễ hơn mọi ngày. Một lát sau, Dũng về tới, anh Phúc liền hỏi: "Sao hôm nay con đi học về trễ quá vậy?" Dũng ấp úng: "Dạ, tại bài nhiều quá, với lại khó nên con ở lại nhờ bạn chỉ bài cho con." Chị Hạnh liền nói: "Thôi được rồi, con vô tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm." Dũng trả lời: "Thôi, để con bới cơm lên phòng vừa ăn vừa học bài, gần thi rồi nên nhiều bài lắm mẹ." Chị Hạnh nói: "Vậy thôi, con vô phòng đi, rồi mẹ mang vào cho con." Dũng gật đầu rồi bước về phòng của mình. Chị Hạnh mang cơm đến trước cửa phòng Dũng, chị định mở cửa vào thì đã bị khóa. Chị Hạnh gõ cửa, Dũng vẫn không mở cửa mà chị nói: "Mẹ cứ để trước cửa cho con thay đồ xong con ra lấy." Bên trong phòng Dũng, Dũng đang đứng trước gương. Trên mặt Dũng đang có những mụn trứng cá li ti. Vẻ mặt Dũng lo lắng nhìn chăm chăm vào những mụn trứng cá trên mặt mình. Dũng đi đến chiếc ba lô và mở ra lấy một chiếc kem màu trắng rồi xoa lên mặt mình. Sáng hôm sau, anh Phúc và chị Hạnh đang ngồi ở phòng khách, bỗng nghe tiếng la thất thanh của Dũng. Anh chị hốt hoảng đứng dậy thì Dũng chạy ra tới. Anh Phúc và chị Hạnh nhìn Dũng và thấy mặt Dũng các mụn đang sưng to lên và rất đỏ. Anh Phúc liền hỏi: "Con bị như vậy từ khi nào?" Dũng trả lời: "Hôm qua thì con mới nổi lên. Còn đi học thì bạn mới nói gần nhà bạn có chị đó nặng mụn mát tay lắm. Nặng xong chỉ một đêm thôi là hết ngay, nên con mới đi theo bạn." Chị Hạnh trả lời: "Trời ơi, có gì nói cho ba mẹ biết chứ, tại sao lại đi như vậy? Con bị như vậy thì đi đến bác sĩ da liễu chứ. Thôi, đi vô thay đồ, ba mẹ đưa đi bác sĩ." Dũng gật đầu, dạ đồng ý. Vậy là anh Phúc và chị Hạnh cùng Dũng đi đến bác sĩ. Dạ thưa quý vị, sau khi xem tình huống xong thì không biết là bác sĩ cảm nhận như thế nào ạ? Đối với tình huống vừa rồi á, thì bác sĩ thấy là nó rất là thường gặp luôn. Khi mà mình ngồi phòng khám á, có rất là nhiều bạn trẻ đến với phòng khám của bác sĩ thì là sau khi mà đi đến những cái spa hoặc là những cái nơi điều trị không đúng và nó bị nặng hơn nữa,
Cho nên đây là một cái tình huống khá là gần gũi và nó giống như là cái tâm lý của những cái bạn trẻ hiện nay đó. Đó là lý do là vì sao là cái làn da của các bạn thì 50-50, có trường hợp hết và có trường hợp thể nặng hơn. Thì hy vọng là qua cái clip này á, thì chúng ta sẽ có được những cái lời tư vấn, những cái kiến thức tốt hơn để chúng ta có thể là chăm sóc da chúng ta không bị mụn trong giai đoạn mà ở tuổi dậy thì các bạn nha. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào những câu hỏi và hy vọng là bác sĩ sẽ cho những cái lời khuyên chân thành nhất gửi đến quý vị khán giả ngày hôm nay nha. Và không biết là nguyên nhân nào gây ra mụn trứng cá gì đó bác sĩ? Đối với cái tình trạng mụn á, thì chúng ta sẽ phải phân biệt ra có hai dạng ha, mụn không viêm và mụn viêm. Và nếu như chúng ta đã nói tới mụn trứng cá, đó là chúng ta đang nói tới một cái tình trạng mụn viêm đỏ. Vậy thì nguyên nhân chung của cái tình trạng mụn đó là do sự bít tắc lỗ chân lông. Thứ hai là do là nội tiết. Những cái nội tiết trong cơ thể của chúng ta, ví dụ như tuổi dậy thì hoặc là có thai, nó có sự thay đổi nội tiết cũng làm ảnh hưởng đến cái quá trình mụn. Và ngoài ra, một cái nguyên nhân mà chúng ta cũng hay thấy trong giai đoạn hiện nay đó chính là bôi thoa không phù hợp. Có nghĩa là chúng ta bôi những cái hoạt chất, ví dụ như có kem trộn, trong những cái hoạt chất có thành phần corticoid, thì nó cũng sẽ rất là dễ bùng lên một cái tình trạng mụn trứng cá. Dạ, cho em hỏi là tại sao mụn trứng cá lại xuất hiện nhiều và thường xuyên ở lứa tuổi đó là thanh thiếu niên ạ? Khi mà ở độ tuổi mà dậy thì á, có nghĩa là nội tiết ở trong cơ thể của chúng ta nó có sự xáo trộn, nó chưa ổn định. Thì cái nội tiết đó nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta nó tiết nhờn nhiều hơn và thậm chí là tiết nhờn không có kiểm soát. Cái yếu tố thứ hai nữa đó chính là nội tiết nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta nó nóng lên, có nghĩa là tăng sinh nhiệt, chuyển hóa cơ bản của chúng ta tăng lên, thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là rất là dễ nổi những cái mụn viêm. Và ngoài ra chúng ta thấy rằng ở cái độ tuổi mà gọi là độ tuổi dậy thì á, thì các bạn trẻ hoạt động thể thao nhiều hơn, các bạn trẻ bắt đầu có những cái suy nghĩ hoặc là những cái quá trình học hành của các bạn đó cũng nhiều hơn nữa, căng thẳng, rồi chưa kể là các bạn có những thay đổi xáo trộn về giới tính, nó cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý rất là nhiều. Và nếu như bạn nào mà lơ là trong cái việc làm sạch da thì nó cũng là một cái yếu tố thúc đẩy cái mụn nó sẽ nổi lên một cách ồ ạt. Vậy thì người trưởng thành á, có bị mụn trứng cá không bác? Người trưởng thành thì vẫn bị mụn trứng cá nha. Cho nên nếu như chị em nào mà ở độ tuổi trưởng thành rồi mà bị mụn thì chúng ta sẽ coi lại yếu tố nội tiết. Thường chúng ta hay nói là nội tiết đó là nội tiết của tuyến sinh dục nữ ha. Nhưng mà chúng ta còn phải để ý đến nội tiết của cái tuyến giáp nè, nội tiết của tuyến yên nè, hoặc là tuyến thượng thận. Đó là những cái tuyến nội tiết nó đều ảnh hưởng đến cái chức năng của da. Và nếu như á, gần nhất là chúng ta hay nói đến là cái tuyến sinh dục nữ á, thì khi mà nội tiết của chúng ta thay đổi hoặc là nội tiết của chúng ta có rối loạn, thường nó sẽ có những cái biểu hiện của nữ như là bị rối loạn kinh nguyệt nè, hoặc là buồng trứng đa nang, cũng là một cái dạng rối loạn nội tiết mà gây ra những cái tình trạng mà mụn. Những cái yếu tố đó nó đã góp phần làm cho mụn trứng cá nó dễ phát triển. Và ngoài ra stress trong công việc, stress trong cuộc sống gia đình cũng là một yếu tố làm cho mụn nó dễ nổi hơn. Nghe bác sĩ nói xong á, thì bác sĩ quay qua tư vấn á, thì bác sĩ có nhìn lên cái gương mặt của mình thì bác sĩ có phát hiện ra một cái cục mụn rất là to nằm ở đây. Và đây là nguyên nhân, đó là hồi nãy giờ bác có nói rồi, nội tiết tố của người phụ nữ. Đặc biệt hơn nữa thì Trâm nghĩ đây là nó liên quan tới thức ăn và cái thói quen sinh hoạt nữa, cho nên đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mụn, đúng không bác? Đúng rồi. Đối với những cái dạng thức ăn mà nó sinh nhiệt á, ví dụ như là những thức ăn mà chứa nhiều đường quá nè, hoặc là nhiều chất béo, hoặc là nhiều tinh bột, nhất là bột mì ha, thì nó đều gây ra một cái tình trạng là tăng nhiệt cho cơ thể và nó rất là dễ nổi mụn. Dạ thưa bác, vậy thì bây giờ mình có cái phương pháp nào điều trị mụn hiệu quả nhất không ạ? Đối với điều trị mụn á, thì việc đầu tiên là chúng ta phải đánh giá cái mụn đó là dạng mụn gì. Ví dụ như mụn đầu đen hoặc là dạng mụn đầu trắng thì chúng ta chỉ cần là vệ sinh để mà lấy sạch cái nhân mụn ra thôi. Nhưng mà riêng cái khâu vệ sinh lấy sạch nhân mụn chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Thứ nhất là để tránh tình trạng nhiễm trùng thêm. Thứ hai á, là để làm sạch triệt để nhất. Như vậy thì bác sĩ khuyên các bạn á, là nếu như các bạn có bị tình trạng mụn đầu đen thì chúng ta hãy lột nó đi. Lột bằng cách là chúng ta có thể dùng keo để lột mụn. Cái yếu tố thứ hai nữa là nếu như chúng ta bị mụn viêm thì phải đánh giá xem cái giai đoạn mụn viêm đó ở mức độ nào để các bác sĩ chuyên khoa da liễu họ có cái hướng xử lý. Đầu tiên là thuốc bôi, nhẹ nhàng nhất là thuốc bôi nếu như chưa cần phải một cái can thiệp bằng thuốc uống.
Và nếu như nặng nề hơn thì họ sẽ cho thuốc uống. Yếu tố tiếp theo nữa đó là họ có thể sử dụng những cái dạng công nghệ. Hiện nay á thì có rất là nhiều cái công nghệ mà điều trị mụn rất nhanh. Yeah. Ví dụ như công nghệ laser đồng ánh sáng kép. Phổ thông hơn là chúng ta có những cái dạng công nghệ như là công nghệ ELI, công nghệ ALA là những cái dạng công nghệ quang động. Yeah. Để nó có thể nó thấm thuốc xuống tận cái gốc, những cái nơi mà cái vi trùng nó nằm ẩn sâu ở dưới nang lông. Bác sĩ nói quá đúng luôn. Nhưng mà ngày xưa thì ông bà mình hay dùng cái kiểu giống như là dùng cái ống tre ha, để mà hút cái mụn đó lên. Thì em biết là mấy cái đó thì ngày xưa áp dụng như vậy thì có hiệu quả không ạ? Đối với cái phương pháp mà trị mụn bằng cách hút ống tre ha, thì đó là một cái cách để mà người ta vệ sinh sạch cái da. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý nha, đối với những cái nang mụn viêm, bản chất cái nang mụn viêm á, là cái cấu tạo da bên dưới nó đã rất yếu và nhiều khi á, là nó hoại tử luôn cả những cái tổ chức bên dưới. Cho nên bất kỳ một cái động tác xâm lấn nào, nếu như mà xâm lấn quá mức thì nó đều gây tình trạng sẹo. Và những cái sẹo đó nó sẽ theo chúng ta một thời gian rất là dài. Bác sĩ hay nói với các bạn trẻ đó là chúng ta điều trị mụn thì nếu chúng ta điều trị sớm thì chúng ta sẽ tốn rất là ít tiền. Yeah. Và chúng ta không có chịu những cái tổn thất quá nặng của mụn để lại. Thường á, chúng ta không sợ là cái việc chúng ta bị mụn, nhưng mà chúng ta sẽ sợ nhất đó là cái hậu quả của cái chuyện mà mụn để lại, đó chính là sẹo chằng chịt trên bề mặt da và những cái tình trạng nhiễm trùng đi kèm của cái mụn. Đó chính là lý do là những cái phương pháp mà như là lăn ống tre, ống trúc á, thì ngày nay người ta cũng ít xài vì cái phương pháp đó nó rất là dễ nhiễm trùng và nó gây sẹo rất là nhiều. Không biết là bác sĩ có thể vạch ra một số lưu ý làm cách nào để mà mình kiểm soát mụn được không ạ? Nếu như chúng ta muốn kiểm soát mụn thì việc đầu tiên là chúng ta phải vệ sinh da sạch. Thì ngoài trừ cái chuyện là chúng ta rửa mặt 2 lần bằng sữa rửa mặt sáng tối ha, thì những lần còn lại trong ngày, nếu như bất kỳ lúc nào mà da chúng ta cảm thấy nó bị nhờn, bị rít, hoặc là chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy nó sao nó ngứa ngứa trên da, thì chúng ta cứ đi rửa mặt đi. Tại vì ngay tại thời điểm mà chúng ta cảm thấy nó ngứa đó, chắc là có một cái tác nhân nào đó nó mới đáp trên bề mặt da của chúng ta và da chúng ta đã phản ứng thông báo. Và yếu tố tiếp theo nữa đó chính là những cái thói quen của các bạn trẻ là hay sờ trên da. Ví dụ như vừa mới nói thì hay vuốt tóc nè, rồi xong rồi mấy bạn nữ thì hay xoa cái da đó, rồi chưa kể là các bạn có thói quen là ngồi học á, suy nghĩ nhiều thì chống cằm đó. Đó là những cái thói quen mà nó sẽ góp phần đưa nhiều cái loại vi khuẩn, virus hoặc là vi nấm lên trên bề mặt da của chúng ta. Và ngoài ra một cái yếu tố nữa các bạn cần phải lưu ý nha, đó chính là mền gối. Khi chúng ta thức thì chúng ta có thể kiểm soát được hết tất cả những cái hành động xung quanh. Khi các bạn ngủ thì các bạn cũng phải để ý một điều, đó chính là những cái tư thế mà các bạn ngủ, như là tư thế ụp mặt vào gối nè, hoặc là tư thế nằm sấp nè, những cái tư thế đó nó sẽ không có thông thoáng da. Và nếu như cái giường chiếu của các bạn có mồ hôi, có bụi dơ thì chắc chắn là da chúng ta nó rất là dễ nổi lên những cái tình trạng mà sẩn mụn mủ. Và ngoài ra đối với những cái bạn mà chúng ta hay chơi thể thao, chúng ta phải nên lưu ý là cái việc mà chúng ta rửa mặt lại liền ngay sau khi chúng ta vừa chơi thể thao xong là một điều rất là quan trọng. Chúng ta đừng có bôi những cái kem dưỡng ẩm nhiều quá. Khi chúng ta có những cái biểu hiện của cái làn da nhờn thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta uống đủ nước. Những cái hành động mà các bạn làm sai á thì nó sẽ làm cho làn da chúng ta mỏng đi. Và chính vì những yếu tố đó mà khi chúng ta gặp cái sự cố về mụn thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chúng ta nên gặp các bác sĩ chuyên khoa da liễu nếu như da của các bạn có tình trạng mụn nặng nề hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những lời khuyên cũng như là những cái kiến thức mà bác sĩ đã đưa tới, đã cung cấp cho chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và chủ đề ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cả nhà đừng quên giờ phát sóng của chương trình 18:10 vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.